Xin được ạ, đây là TV LG và đây là TV 43 inch, độ phân giải là Full HD. TV này có model là 43LK571C. Đây là phía mặt trước của TV. Hình thức của TV là màu đen, ở xung quanh viền đều là màu đen hết. Và là viền nhựa, hai chân thì hai bên chọe ra. Bây giờ mình sẽ cung cấp cái kích thước của TV này. Kích thước của TV, chiều dài của TV là 97cm. Chiều cao có cả chân là 62cm và chiều cao không có chân là 57cm. TV khi mới bật lên á, thì màn hình nó sẽ màu đen như thế này. Và các bạn dùng điều khiển bấm vào phím ngôi nhà ở trước điều khiển, đã bấm một lần thì nó sẽ lên những cái ứng dụng của TV và khu vực cài đặt và cái ngõ vào. Đây là cái hình cái rắc này, là ngõ vào thì các bạn sẽ điều chỉnh được các ngõ vào như là cái ngõ AV và ngõ HDMI. Còn đây là mục cài đặt, bấm OK. Ở đây thì các bạn sẽ cài đặt được chế độ hình ảnh này. Thì thông thường TV mới bóc ra thì nó sẽ là APS, thì chúng ta sẽ chuyển sang là sống động. Tiếp theo là tỷ lệ khung hình và chế độ âm thanh. Chế độ đầu ra của âm thanh như là xuất bằng loa TV hoặc là ra bằng cổng quang học. Đây là kết nối mạng. Các bạn có thể bấm vào mục bánh xe để nó lên được các mục kết nối ở bên góc trái này. Nếu các bạn muốn dò kênh TV, dò kênh để xem truyền hình số mặt đất DVB-T2 đó, thì dán tên các bạn cắm vào TV. Sau đó các bạn vào cái mục thứ ba là mục kênh, sang bên phải dò kênh, sau đó dò tự động là được. Còn đây là kết nối mạng, các bạn vào mục mạng này. Sau đó các bạn sẽ vào cái chỗ là kết nối Wi-Fi để chúng ta dò các bạn xung quanh TV này. Sau đó chúng ta kết nối vào mạng của các bạn là được nhé. Còn bây giờ mình sẽ bấm vào cái mức ứng dụng. Ứng dụng thì nó sẽ có rất nhiều ứng dụng ở phần dưới này, như là Netflix này, Galaxy Play, MyTV, YouTube này. Cái LG này, phần này là chính là mục trợ ứng dụng như là CS Play ở trên điện thoại ấy. Trên điện thoại Android ấy, thì các bạn bấm OK vào đấy một lần để chúng ta có thể xem là TV này có những phần mềm nào, và các bạn có nhu cầu phần mềm nào thì các bạn sẽ tải về. Các bạn chờ một lát thì TV nó kết nối được vào cái trợ ứng dụng. Ở đây thì nó sẽ có hai mục, mục nổi bật và mục ứng dụng. Đây, bấm tắt luôn. Thông thường TV mà mới bóc ra thì nó sẽ có ứng dụng YouTube thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem ứng dụng VTV để xem truyền hình. Đây, và một ứng dụng này. Đây có VTV Cam này. Cái này cũng xem được truyền hình và xem được cái nội dung giải trí. Các bạn bấm OK một lần vào mục cài đặt. Chờ một lát để TV nó tải ứng dụng và sau đó nó sẽ tự động cài đặt. Đây đang quay này, đang cài đặt này. Sau khi cài đặt xong thì nó sẽ là chữ bắt đầu. Mình sẽ tải thêm phần mềm nữa. Bạch lại này. Có ứng dụng VTV đây. VTV giải trí này. Xem các kênh phim truyện của VTV. Đã bấm vào mục cài đặt. Đây là mình đang giới thiệu cái cách để tải những ứng dụng có trong chợ ứng dụng của LG. Những ứng dụng của Việt Nam thì chúng ta tải vào hết. Đây là dưới là game. Bây giờ mình sẽ thắt ra. Ở đây nó có ứng dụng FPT nữa. Đây, tải thêm cái ứng dụng FPT này. Cài đặt nè. OK. Bây giờ mình sẽ ra ngoài. Ngoài thì xem ứng dụng nó đã có ở đây rồi này. FPT mới tải này, VTV giải trí mới tải này, và VTV cap rồi. Bây giờ mình sẽ vào ứng dụng VTV giải trí đi. OK. Thì với TV LG 43LK571C ấy, thì các bạn nếu có dàn anten các bạn có thể cắm vào trực tiếp vào TV để xem các kênh truyền hình. Hoặc là chúng ta nếu có mạng internet mà nó tốc độ cao một chút thì các bạn có thể vào ứng dụng VTV giải trí hoặc FPT Play để xem truyền hình số mặt đất, những cái kênh VTV 1, VTV 3, VTV 9. Đây, rất nhiều ứng dụng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào thử ứng dụng YouTube để xem hình ảnh của TV này nó phát ra như thế nào và tốc độ loát video nó ra làm sao. Thì TV 43LK571C này là TV hạng phổ thông của LG, giá rẻ nhưng mà nó cũng vẫn có cái chất lượng khá là tốt, hình ảnh cũng sắc nét và cái tốc độ loát các ứng dụng và video thì cũng khá là nhanh, không bị đơ lát gì. Vậy mình sẽ thử một cái video năng nặng một tí. Video 4K nặng hơn 2 tiếng thì nó rất là nặng.
bạn sẽ xem được cái tiếng TV và cái hình ảnh xem nó có nét không. Cuộc sống là một hành trình đầy thử thách, ta cần vượt qua. TV này thì tiếng ngoại cho lên 100 hết cỡ cũng không bị rè. Hình ảnh thực tế của TV phát ra là khá là đẹp. Các bạn thấy là đây là một cái video 4K có cái thời dung lượng là hơn 2 tiếng. Nó rất là nặng nhưng mà TV vào cái loát là ăn ngay, không bị mất thời gian chờ để tải video, rất là nhanh và nét ngay. Một số TV khác thì có thể vào mất tầm 10 đến 20 giây bắt đầu mới nét được. Và khi TV phát thì các bạn thấy là cái hình ảnh nó khá là sắc nét. Những cái hình ảnh lông con vẹt rất là rõ ràng. Và TV LG 43LK511 này được bảo hành 2 năm. TV này được sản xuất tại Indonesia. Và để tham khảo giá bán, các bạn hãy truy cập website của bên mình là zanga.vn. Ở đấy thì bên mình sẽ cập nhật giá bán tốt nhất cho chiếc TV 43LG này. Và giá bán cập nhật hàng ngày, bên mình sẽ giao hàng cho các bạn ở khu vực tỉnh Phú Thọ là miễn phí, và một số khách hàng ở khu vực Cầu Đồng Quang, Ba Vì, Hà Nội.